Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 61 xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 118 Nguyễn Trung Trang 118 Mời xem kinh văn Thuyết thị ngữ thời Hội trung hữu nhất Quỷ vương danh viết chủ mạng Bạch Phật ngôn Thế tôn ngã bổn nghiệp duyên chủ diêm phù nhân mạng sanh thời tử thời ngã giai chủ chi tại ngã bổn nguyện thậm dục lợi ích tự thị chúng sanh bất hội ngã ý trí lệnh sanh tử cụ bất đắc an trước tiên chúng ta xem đoạn này thuyết thị ngữ thời Câu nói này là Tiếp nối câu trước Và dẫn đến câu sau Phía trước Khi ác độc quỷ dương Trình thưa đoạn này Giới Thế Tôn xong Thì lúc này Ở trong Pháp hội Lại có một vị quỷ dương tên là Chủ mạng từ trên danh hiệu chúng ta có thể nhận biết được việc mà quỷ dương này quản lý chính là việc sanh tử của mọi người trong thế gian này của chúng ta là chuyên môn quản lý những sự việc này cho nên được gọi là chủ mạng quỷ dương bạch phật ngôn thế tôn ngã bản nghiệp duyên dùng cách nói hiện nay để nói chính là chức vụ của quỷ dương ý nghĩa hiện nay của chữ nghiệp duyên là chức vụ của quỷ dương công việc của quỷ dương là chuyên quản lý mạng sống con người cõi diêm phù đề người này sắp ra đời sắp đầu thai ông trông coi những việc này lúc người này chết Ông cũng chăm sóc họ. Ngã giai chủ chi. Nhìn từ chỗ này, chúng ta mới hiểu ra. Con người từ lúc sanh ra đến khi chết đi có quan hệ mật thiết với thiên địa quỷ thần nhưng người hiện nay đọc những kinh văn này đều cho rằng đây là mê tín dùng hai chữ mê tín để mà cự tuyệt bài xích nó thế thì bạn có chịu sự quản lý của quỷ dương này hay không vẫn chịu sự quản lý của họ bất luận bạn có tin hay không không phải nói Tin thì mới có Không tin thì không có Vậy thì đơn giản quá rồi Chúng ta chỉ cần không tin lục đạo luân hồi Thì lục đạo luân hồi sẽ không có Không tin sanh tử thì sẽ không có sanh tử Đâu có đạo lý này chứ Bạn tin nó cũng có Không tin nó vẫn có như thường Nên giáo dục trước đây Không giống như hiện nay giáo dục trước đây nhiều ít cũng có thể liên hệ đến ba đời nói đời quá khứ nói đời hiện tại cũng nói đời dị lai đời dị lai là nói sau khi chết sau khi con người chết đi quá khứ là trước khi chúng ta sanh ra đây gọi là ba đời nền giáo dục cổ xưa của chúng ta nội dung của giáo dục có ba trọng điểm điểm thứ nhất là dạy bạn làm người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người Nếu bạn không hiểu Thì bạn sẽ không biết làm người rồi Nếu không biết làm người Thì cõi nhân gian này Là con đường nguy hiểm Giống như trên kinh đã nói Mỗi bước đều hướng về ba đường ác Bạn biết làm người Thì bạn có thể tránh khỏi đường nguy hiểm đó Bạn được thân người Bạn còn có thể giữ được thân người tương lai được lại thân người tiếp tục và nhất định sẽ có cuộc sống thù thắng hơn hạnh phúc hơn hiện nay đây là giáo dục trọng điểm thứ hai là hiểu được mối quan hệ giữa con người với đại tự nhiên với tất cả động thực vật Giới sinh thái tự nhiên Sau khi bạn hiểu rõ rồi Bạn mới biết được đạo dưỡng sinh Trọng điểm thứ ba Là dạy bạn biết mối quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần Nếu mối quan hệ này được xây dựng tốt đẹp bạn sẽ được trời đất quỷ thần ủng hộ bạn được họ giúp đỡ nếu như mối quan hệ không tốt đẹp lúc nào cũng có lỗi với trời đất quỷ thần thì bạn sẽ phiền phức to rồi cái gì nên biết trời đất quỷ thần không phải phật bồ tát Họ vẫn là phàm phu Phàm phu nên vẫn có thất tình ngũ dục như thường Chưa có lìa khỏi Họ nhìn thấy người tu thiện Họ sanh tâm hoan hỷ Họ khen ngợi bạn Làm lợi ích cho bạn Nhìn thấy người làm ác Họ không vui Họ sanh tâm sân hận Họ muốn kiếm chuyện với bạn Họ muốn trừng phạt bạn cho nên trời đất quỷ thần là phàm phu chúng ta phải nhớ kỹ là phàm phu lục đạo nền giáo dục cổ xưa với nền giáo dục phật pháp đều hiểu được những chân tướng sự thật này nói thật ra người trước đây bất luận là pháp thế gian hay xuất thế gian đều xem trọng thiền định trong phật pháp nói thiền định tuy là người thế gian không nói thiền định nhưng họ đề sướng tâm thanh tịnh ít dục vọng hoàn toàn tĩnh lặng trong sự tu dưỡng thường ngày đều xem trọng tâm thanh tịnh tâm địa thanh tịnh đến trình độ nhất định thì tình trạng đời sống quỷ thần bạn có thể nhận biết được bạn có thể nhìn thấy người học phật trong thiên định thường hay nhìn thấy cho nên chuyện quỷ thần chắc chắn là có quỷ thần quan hệ vô cùng mật thiết với đời sống của chúng ta là giống như tổ chức trong chính phủ của thế gian hiện nay của chúng ta vậy mỗi cơ quan mỗi đơn vị của quốc gia đều có quan hệ với đời sống của chúng ta đạo lý này nhất định phải biết người hiện đại quan sát từ cái nhìn của khoa học nếu như đi sâu thêm một lớp đối với những sự tướng mà trên kinh phật nói thì tôi tin họ cũng có thể nhận ra được thông thường ở trung quốc gọi là bầu không khí Chúng ta chung sống với đại chúng Bạn cảm thấy có bầu không khí Tiếp xúc với thế giới tự nhiên Cũng cảm nhận được bầu không khí của nó Người nước ngoài gọi là từ trường Người Trung Quốc gọi là bầu không khí Khi bạn vừa tiếp xúc trong tâm bạn liền có cảm nhận được ngay Cùng ở chung một chỗ Nhưng bầu không khí lúc nhiều người Chỉ lúc ít người cũng khác nhau Bầu không khí lúc ban ngày Với ban đêm cũng khác nhau Những sự việc này chúng ta luôn luôn Có cảm nhận rất rõ rệt dùng cách nói và cách quan sát của nhà khoa học hiện nay thì đây là sự tiếp xúc giữa các sóng với nhau nếu như tần số sóng gần giống nhau thì chúng ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu nếu như sống của đôi bên biên độ dao động của sống rất lớn rất nhanh thì chúng ta sẽ cảm thấy sẽ không tự tại cảm thấy rất bất an những xử lý này không khó hiểu thân thể con người chúng ta có hiện tượng của sống sống tư duy tưởng tượng ở trong tâm thì càng rõ rệt hơn tất cả hiện tượng vật chất cũng có hiện tượng của sống hoạt động của trời đất quỷ thần không có khác gì so với sống tư tưởng của chúng ta con người chết đi là sanh mạng kết thúc thân thể là vật chất nhưng tư tưởng của họ chưa có dứt nó không có bị tiêu diệt theo cái thân thể này sự thật này có thể nói tất cả nhà tôn giáo đều thừa nhận người thật sự có học vấn có đức hạnh họ cũng khẳng định không phải nói con người chết rồi thì tất cả đều chấm dứt chết rồi mọi thứ đều hết vậy thì dễ rồi không những con người chết đi chưa có hết mà tất cả vật chất mất đi cũng chưa có hết chẳng lẽ không nghe nhà khoa học nói sao tinh thần bất diệt vật chất bất diệt Hai câu nói này là chân lý Hai câu nói này ở trong Phật Pháp Có thể nói là thực tướng các Pháp Tướng chân thật Sự sanh diệt của tất cả vật chất Ở trong Phật Pháp gọi là duyên tụ, duyên tan Khi duyên tụ bất sanh Khi duyên tan bất diệt hiện tượng vật chất còn như vậy huống hồ là tinh thần cho nên chắc chắn không phải là mê tín chắc chắn là sự thật có rất nhiều người ở trong đời đã nhiều lần tiếp xúc với quỷ thần cảm ứng với quỷ thần suy nghĩ thật tỉ mỉ sẽ thấy làm sao họ không tồn tại làm sao họ không có quan hệ với đời sống của chúng ta cho được chứ quan hệ của chủ mạng quỷ dương với chúng ta là vô cùng mật thiết lời quỷ dương nói ở chỗ này tại ngã bổ nguyện thậm dục lợi ích lợi ích là giúp đỡ lúc con người sanh ra và chết đi thì trong ý của chủ mạng quỷ dương lúc nào cũng muốn giúp đỡ họ hy vọng họ có thể được yên ổn tự thị chúng sanh bất hội ngã ý tất cả chúng sanh này không hiểu ý của quỷ thần ý của quỷ thần là gì thích nhìn thấy người tu thiện chán ghét chúng sanh tạo ác cho nên trên kinh nói một niệm thiện nhỏ Cũng được quỷ thần ủng hộ Phật Bồ Tát khen ngợi Hướng hồ là bạn tu đại thiện chứ Chúng sanh không hiểu được ý Của trời đất quỷ thần Khiến cho việc sống chết Đều không được yên ổn Ý nghĩa của lời nói này là gì? Phía dưới đây là nói rõ Hà dĩ cố Thị diêm phù đề Nhân sơ sanh chi thời Bất vấn nam nữ Hoặc dục sanh thời đản tác thiện sự Tăng ít xá trạch Tự lệnh thổ địa Vô lượng hoan hỷ ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc lợi ích quyến thuộc vậy là nói rõ rồi Khi trong nhà sanh con Người trong thế gian Cho đây là việc vui mừng Có người nói giỏi Người Trung Quốc xem trọng nói giỏi tông đường Có người nói giỏi Cho nên ai cũng vui mừng Vui mừng thì bạn cần phải làm việc tốt Cần phải biết làm việc thiện Mới có thể tăng thêm lợi ích Và rạng rỡ cho gia đình của bạn thần thổ địa cai quản khu vực này thần thổ địa là giống như lý trưởng xã trưởng của khu vực này vậy bảo trưởng giáp trưởng của trung quốc thời xưa quản lý cái thôn xóm này của bạn quản lý khu vực của bạn những vị quỷ thần này họ nhìn thấy bạn làm việc thiện gia đình bạn lại có thêm đứa con thì họ vui mừng ủng hộ tử mẫu đắc đại an lạc mẹ con bình an hàng thân quyến cũng được lợi ích nhờ quý thần phù hộ xem tiếp đoạn dưới đây không hiểu được ý của trời đất quỷ thần Vậy liền tạo tác tội nghiệp ngay hoặc dĩ sanh hạ thận vật sát hại thủ chư tiên vị cung cấp sản mẫu cặp quản tụ quyến thuộc ẩm tụ thực nhục ca nhạc huyền quảng năng lịnh tử mẫu bất đắc an lạc người thế gian không biết sự lợi hại này khi trong gia đình sinh con liền tổ chức lễ ăn mừng khi ăn mừng như vậy liền sát sanh các vị thử nghĩ xem sát sanh là kết oán thù với những chúng sanh này bạn tạo những tội nghiệp này Món nợ sát xanh này Sẽ trút lên đầu Của mẹ con người đó Vì sao chị? Không có sanh con Thì mọi người sẽ không sát sanh Hôm nay con chào đời Liên sát hại nhiều sanh mạng để ăn mừng Người thế gian Lúc sanh, sát sanh Lúc chết cũng sát sanh Mỗi năm mừng thọ cũng sát sanh Vậy có nguy hiểm hay không? Tội nghiệp này nặng biết bao Không những không được sát sanh Những gì trên kinh nói Có mấy ai hiểu được Mấy người chịu làm Thủ chư tiên vị cung cấp sẵn mẫu. Sau khi sanh sản, hầu hết người ta thường hay bồi bổ. Có rất nhiều cách thức bồi bổ. Lẽ nào phải sát sanh là mới được hay sao? Phải ăn thịt mới được hay sao? đạo lý này chỉ có người chân thật học phật người hiểu rõ những chân tướng sự thật này họ biết được họ mới chọn ăn chay cho nên cho người mẹ ăn chay Chắc chắn khỏe mạnh Điều đầu tiên Tâm họ được an Thứ hai là được chư Phật Bồ Tát Trời đất quỷ thần ủng hộ Thì sao họ không an được chứ Chúng tôi bình thường Tiếp xúc những vị đồng tu trong đó có một số gì là Ăn chay khi mang thai Tôi đã từng gặp qua Ở Đài Loan Tôi có mấy vị đồng tu Từng trải qua việc này Khi người mẹ mang thai Mà ăn thịt Thì bị nôn ói Nhất định phải ăn chay Sanh con rồi liền ăn chay Mãi cho đến mấy mươi tuổi cũng ăn chay. Cơ thể rất khỏe mạnh. Họ không có nói là không ăn thịt là không được. Không ăn thịt thì cơ thể không khỏe mạnh, đâu có loại đạo lý này chứ. Sát sanh là tạo nghiệp. Trong tựa đề của đoạn này nói Khi sanh nở tránh việc sát hại Tuyệt đối không được sát sanh Quán tụ quyến thuộc Đây là khi bạn bè thân thích đến gia đình bạn để chúc mừng Chúc mừng thì không thể tránh khỏi việc uống rượu ăn thịt Gia đình giàu có thì có sướng ta đợn sáu Hiện nay gọi là tổ chức liên hoan ăn uống Ở Trung Quốc Gia đình trưởng giả Giàu có Mấy ngày nay còn có hát kịch Mời đoàn kịch đến hát kịch Để chúc mừng Cách làm như vậy Năng lệnh mẫu tử bất đắc an lạc Vì sao vậy? Các bạn vui mừng, quỷ thần ở bên cạnh nhìn thấy nỗi sân hận. Sẽ không phù hộ bạn. Giết hại những chúng sanh này. Thì những chúng sanh này tương lai họ cũng sẽ đòi nợ mạng. Nếu như các vị thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng Tức là ăn nó nửa cân Thì tương lai sẽ trả lại tám lạng Không có chuyện lấy không được Chúng ta hiểu được đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì nhất định sẽ không dám ăn thịt chúng sanh nhất định không dám làm tổn hại chúng sanh nữa rồi biết được làm tổn hại chúng sanh chính là tổn hại chính mình gây phiền phức với chúng sanh chính là đầu mối chuốt họa cho mình đây là làm trái lại thiện tâm của quỷ vương và thổ địa chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây hà dĩ cố thị sản nan thời hữu vô số ác quỷ cặp võng lượng tịnh mị dục thực tanh huyết đây là điều mà mắt thường của phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy Thật sự có những con ác quỷ này Số lượng rất nhiều Võng lượng tinh mỹ Họ đang làm gì vậy? Đây là chúng ta thường hay gọi là yêu quỷ Chúng thích ăn những thứ này hiện nay y học phát triển mức độ nguy hiểm khi sanh sản giảm nhẹ hơn trước đây chúng ta muốn hỏi những tình trạng này có hay không có nếu bạn muốn hiểu tình trạng của quỷ thần thì ở trong bệnh viện là nhiều nhất tôi có mấy người bạn học y khoa lúc chúng tôi gặp nhau họ liền kể chuyện thấy những con quỷ này ở trong bệnh viện cho chúng tôi nghe bác sĩ y tá nhân viên làm việc trong bệnh viện đều tin chuyện này chính mắt họ nhìn thấy chính tay họ nghe thấy nhất là ở trong bệnh viện lớn những bệnh viện có lịch sử lâu đời thì nhiều hơn nữa quả thật không có sai một chút nào so với tinh kinh nói cho nên lúc con người còn sống lúc chết những con ác quỷ này nhiều vô kể trong ác quỷ có thể nói phần lớn đều là oan gia trái chủ Nói lời thành thật Nếu họ không có quan hệ gì với bạn Thì sẽ không dính líu gì cả Thế là có dính líu đến nhau Thì trong đời quá khứ Chắc chắn có quan hệ với bạn nhưng những ác quỷ này cũng có người quản lý họ những vị quý dương này quản lý họ cai quản họ thần thổ địa đối với hầu hết mọi người Chúng ta mà nói Thì các ngài giống như là hộ pháp Ngài đến bảo vệ chúng ta Bảo vệ khu vực này Thì ngã tảo lệnh Xá trạch thổ địa Linh kỳ Hà hộ tử mẫu Sử lệnh an lạc Nhi đắc lợi ích quỷ dương sớm đã sai các vị thổ địa thần linh đó cũng là những tiểu quỷ do quỷ dương quản lý bảo vệ mẹ con được bình an như thị chi nhân kiến an là cố tiện hiệp thiết phước đáp chư thổ địa lúc sinh sản mẹ con được bình an thì cần phải đáp ân quỷ thần phù hộ đáp ân như thế nào tu thiện như vậy mới là đáp ân phiên vi sát hại tụ tập quyến thuộc vậy thì sai rồi vậy là không phải đáp ân quỷ thần rồi Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Đã trích dẫn một câu chuyện nhỏ Là chuyện của năm vạn lịch triều minh Đoạn chuyện nhỏ này Rất đáng để chúng ta Làm tham khảo Chứng tỏ Quỷ thần hưởng dụng Không có khác gì với nhân gian chúng ta Ngài trích dẫn câu chuyện nhỏ Ở trang 123 Chữ nhỏ đếm ngược đến hàng thứ hai Nói rõ Không được phép Dùng rượu thịt Để cúng dường quỷ thần thời xưa cúng tế quỷ thần tuy nói là dùng rượu nhưng thật ra là nước trong lễ xưa gọi là huyền tủ đó chính là nước dùng cái này để cúng tế trời đất quỷ thần là dùng đồ chay như vậy mới là chính xác những người thế gian chúng ta không hiểu được đạo lý này cho rằng nếu như không sát sanh cúng tế vậy là giống như đại bất kính nhất định phải sát sanh cúng tế mà không biết sát sanh cúng tế là tạo tác tội nghiệp rất nặng. Chắc chắn sẽ không được trời đất quỷ thần ủng hộ. Trong ngàn ngữ thường nói, trời cao có đức hiếu sinh Ngài đã hiếu sinh Thì sao bạn có thể sát sanh để cúng tế Ngài đây Làm gì có đạo lý này chứ Kết luận này dưới đây là nói với chúng ta Dĩ thị chi cố phạm ương tự thọ tử mẫu cụ tổn Bởi vì trong khi bạn mở tiệc ăn mừng tạo tác những tội nghiệp này nên không được quỷ thần phù hộ trái lại thu hút rất nhiều ác ma ác quỷ những thứ tinh quái này vào nhà những thứ này đến rồi họ sẽ làm loạn họ khiến cho Mẹ con đều không được yên ổn Loại tình hình này nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ Sẽ thấy tâm trạng người mẹ bất an Tiếp đó bạn xem đứa con đó Quan sát tỉ mỉ sẽ thấy nó luôn luôn có trạng thái giật mình hoảng sợ chỉ cần bạn quan sát tỉ mỉ là có thể phát hiện được nó giống như là rất sợ hãi rất hoảng sợ tuy nó không biết nói chuyện không biết biểu cảm bạn xem động tác của cơ thể đó là có thể nhận ra được rồi đoạn này là nói lúc sinh con chúng ta phải làm sao tu phước không được phép tạo tội Xem tiếp đoạn dưới đây Hữu diêm phù đề Lâm mạng chung nhân Bất vấn thiện ác Ngã dục lệnh thị mạng chung Chi nhân bất lạc Ác đạo Hà huống tự tu thiện căn Tăng ngã lực cố Quỷ vương chủ mạng Cũng rất từ bi Không những quỷ vương chủ mạng Từ bi Phần trước chúng ta đã học qua Quỷ vương ác độc cũng từ bi Họ không muốn nhìn thấy chúng sanh Đọa ba đường ác Nói thật ra Từng giây từng phút Họ cũng luôn lưu ý Giúp đỡ những chúng sanh Làm ác này làm sao có thể khỏi phải thọ quả báo ba đường ác? Cho nên lúc Lâm chung không cần hỏi người này lúc còn sống đã làm thiện hay là làm ác. Họ đều là dùng tâm từ bi để giúp đỡ. Nếu như người Lâm chung này lúc còn sống có tu một chút thiện căn thì sẽ càng có lợi cho sự giúp đỡ của quỷ dương. Hay nói cách khác, họ sẽ càng có lý do để giúp đỡ bạn. Thị diêm phù đề hành thiện chi nhân lâm mạng chung thời diệt hữu bách thiên ác đạo quỷ thần hoặc biến tác phụ mẫu nãi chí chư quyến thuộc. Dẫn tiếp vong nhân Lên là hạt ác đạo Hà huống bổn tạo ác giả Đoạn kinh văn này rất quan trọng Bạn xem Người sắp mạng chung Chúng ta đã nhìn thấy không ít Lúc bệnh nặng Họ sẽ nói với người bên cạnh Họ nhìn thấy người nào đó đến Những người mà họ nhìn thấy này đều là người thân quyến thuộc của họ đã qua đời rồi họ nhìn thấy đó có phải thật sự là người thân quyến thuộc hay không không phải mà là oan gia tái chủ của họ biến hiện ra hình dạng bạn bè người thân quyến thuộc của họ để tiếp dẫn họ dẫn họ đi là để trả thù để báo thù điều này chúng ta phải biết nếu nhìn thấy người thân quyến thuộc sẽ rất dễ dàng đi theo họ đặc biệt là lúc chúng ta niệm phật trợ niệm Lúc trợ niệm thì việc quan trọng nhất chính là trấn giữ cái cánh cửa này Một khi nghe họ nói là nhìn thấy người nào đó Thì lập tức nhắc nhở họ Đừng quan tâm tới người đó Nhất định phải đợi đến khi a di Đà Phật hiện tiền Thì mới đi theo a di Đà Phật Nếu như không phải là a di Đà Phật Dù bất kể người nào hiện tiền Cũng thấy đều không quan tâm Thật sự họ không quan tâm Thì hiện tượng đó không bao lâu sẽ biến mất Liền đi ngay Điểm này là vô cùng quan trọng Lời khai thị lúc lâm chung Câu nói này là vô cùng, vô cùng quan trọng Từng giây từng phút nhắc nhở họ Là ngày đêm 24 giờ không được gián đoạn chỉ sợ chúng ta vừa gián đoạn vừa lơ là liền bị những hoàng gia trái chủ này biến hiện ra thành người thân quyến thuộc mà dẫn dắt họ đi đây là điểm mà người trợ niệm lúc lâm chung không thể không biết cho nên việc trợ niệm có lợi ích rất lớn Người trợ niệm Dùng tâm chân thành Thanh tịnh tâm từ bi Niệm câu Phật hiệu này Người trợ niệm Càng nhiều càng tốt Từ trường này rất thù thắng Có thể khiến cho những quỷ thần Ác đạo này Không dám đến gần người trợ niệm ít người trợ niệm không có thành ý thì quỷ thần ác đạo sẽ nắm được thời cơ họ nhân cơ hội đó mà vào điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý cho nên có người đến hỏi là lỡ như tìm không ra người trợ niệm chúng ta dùng máy niệm phật có được không chỉ có thể nói là tốt hơn một chút so với không có người mà thôi tốt nhất là có người để niệm như vậy là khác rồi Hễ là Lúc sắp mạng chung Gặp phải những tình trạng này Nhất định đều rơi vào ba đường ác Nếu như lúc họ còn sống Lại tạo đủ thứ ác nghiệp Vì thì càng tệ hại hơn rồi Bồ Tát Địa Tạng cũng không thể cứu nổi Sanh tử là việc lớn Sau khi chết rồi Đi về cõi nào Đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc Cho nên người lúc bị bệnh Yêu ma ác quỷ đến quấy nhiễu Trên kinh này nói người cả đời luôn làm việc thiện còn rất khó tránh khỏi huống hồ là tạo ác gieo nhân thiện được quả thiện gieo nhân ác gặt ác báo nhất định không sai chạy quả báo có hiện tiền hay không là do duyên có đầy đủ hay không duyên đầy đủ thì quả báo sẽ hiện tiền cho nên chúng ta tiễn người giảng sanh tiễn giảng sanh nó thật ra là giúp cho một người làm phật trong cả đời chúng ta làm việc thiện có việc thiện nào lớn hơn việc tiễn người đi làm phật này chứ không có việc thiện nào mà lớn hơn việc này cho nên người lúc lâm nguy bạn có thể hết lòng hết sức đi chăm sóc họ từng giây từng phút nhắc nhở họ đây chính là chiến đấu với vô số những ác quỷ ác thật này nhất định phải chiến thắng họ để người mất này được giảng sanh thật thuận lợi được phật tiếp dẫn Cho dù người tạo tác tội ngũ nghịch thập ác Nếu như gặp được tăng thượng duyên như vậy Họ cũng có thể giảng sanh Tôi nghĩ các vị xem tịnh độ Thánh Hiền Lục Vãng sanh truyện đều biết câu chuyện về Trương Thiện Hòa Triều Đường Trương Thiện Hòa là đồ tể Giết trâu cả đời giết trâu không biết đã giết bao nhiêu con rồi tạo bao nhiêu nghiệp rồi cho nên lúc sắp mạng chung ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến để đòi mạng cái này trong phật pháp gọi là tướng địa ngục hiện tiền lúc đó ông kêu cứu mạng duyên tốt Đúng lúc có một người xuất gia đi ngang qua Nghe thấy ở trong nhà ông la kêu cứu Người xuất gia liền vào bên trong thử xem có chuyện gì Trương Thiện Hòa nói có rất nhiều người đầu trâu Họ nói là muốn đòi mạng lấy mạng Vị sư phụ xuất gia này liền thắp cho ông một nắm hương Đưa cho ông bảo ông cầm trên tay Nhanh chóng niệm A-di-đà Phật Vì ông muốn được cứu mạng Liền lớn tiếng niệm A-di-đà Phật Niệm được mười mấy câu Phật hiệu Ông liền nói với người nhà Không thấy người đầu trâu nữa Đều đi hết rồi A-di-đà Phật đã đến Ông giảng sanh Bạn mới biết là Tạo nghiệp ác không quan trọng Một niệm lúc lâm chung đó gặp được duyên thuận thắng vẫn may có ông trương thiện hòa thật quá tốt gặp được thiện tri thức nếu ông không gặp được người này thì chắc chắn đọa ba đường ác chắc chắn là đọa địa ngục sau khi thọ xong tội địa ngục thì còn phải biến thành trâu để mà đền mạng rồi bạn giết một con trâu bạn phải đền mạng một lần cả đời bạn giết bao nhiêu con trâu bạn phải đền mạng bao nhiêu lần giết trâu sẽ như vậy cái gì phải biết giết hại bất kỳ chúng sanh nào cũng phải đền mạng động vật nhỏ đi nữa cũng phải đền mạng làm sao bạn có thể tránh nổi chứ bạn giết một con mũi giết một con kiến cũng phải đền mạng chúng bạn dứt khoát không được cho rằng đây là côn trùng có hại nó có mạng sống nó cũng là chúng sanh đã làm việc ác nên đầu thai rơi vào cõi này biến thành cái hình dáng như vậy chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cũng thường hay làm cái việc này đời này được thân người làm sao biết được sau khi chúng ta mất đi thân người rồi sẽ được thân hình như thế nào đây cho nên sau khi được thân hình này rồi không nên kiêu ngạo không nên dựa vào cái thế lực của thân hình này để mà tàn hại tất cả động vật nhỏ để rồi sau này bạn cũng sẽ biến thành thân hình như chúng Bạn cũng sẽ bị người khác đến làm tổn hại bạn Nhân duyên quả báo Không có mảy may sai chạy Xin xem tiếp đoạn kinh văn chi đây Thế Tôn như thị diêm phù đề nam tử nữ nhân lâm mạng trung thời thần thức hôn muội bất biện thiện ác nại chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn Đây là lúc sắp mạng chung Chúng ta gọi đó là tình trạng lúc hấp hối. Thời gian rất ngắn. Thực sự là họ hôn mê không biết gì. Thường thường họ cũng không nhận biết được Người thân quyến thuộc Hoàn toàn mất hết trí nhớ rồi Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm Lúc này là rất phiền phức Chỉ có người thân thức tỉnh táo mới dễ giúp đỡ một khi đầu óc không tỉnh táo thì sự việc này phiền phức rồi một người trong lúc mạng chung gặp phải tình trạng này cho dù gặp được thiền tri thức cũng đành chịu đây là nghiệp chướng rất nặng chúng ta phải nhớ kỹ lời chỉ dạy trên kinh địa tạng họ hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác hiện nay vẫn còn một số người mạng sống vẫn chưa hết phước báo vẫn chưa hưởng hết Người hiện tại gọi là Chứng đảng trí của người già Chính là tình trạng này Ở trong đây là họ vẫn không phải lúc sắp mạng chung Thần thức hôn muội bất biện thiện ác Nãy chí nhãn nhĩ cánh vô kiến văn Đây là chứng mất trí, chứng bệnh đảng trí của người già Phải xem phước báo của họ nếu phước báo lớn Có thể ở trong tình trạng này 8 năm, 10 năm Họ vẫn còn hơi thở Họ vẫn còn hít thở Thế nhưng không biết gì cả Người họ thương yêu nhất Yêu mến trong gia đình họ Cũng không nhận ra Mỗi ngày 24 giờ đều ở trong tình trạng u mê Dạng người này đáng thương Muốn sống không được Muốn chết cũng không xong Sau khi chết rồi Nhất định là bị nghiệp lực dẫn dắt Sẽ không sanh vào cõi lành Nhất định đọa ác đạo Chúng ta Có khả năng bảo đảm mình tương lai Không rơi vào hiện tượng này hay không Ai cũng không dám đảm bảo Ngày nay chúng ta nhìn thấy những tình trạng này Tự mình phải có tâm cảnh giác cao độ Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực Tội nghiệp phước sanh Tóc xả mê đồ Tảo tranh Phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật